I make it too. Nha trai. Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Ti. Và hôm nay thì Ti có một chuyến đi với lại các anh chị bạn của Ti đến Nha Trang. Và tụi mình vừa mới đáp xuống và đang ở một cái villa rất là to. Thì Ti sẽ làm một cái room tour nhỏ cho mọi người xem ngay bây giờ nha. Như đây là cái hồ bơi, có một con cá mắc cạn. Sau đó đây là cái view ra biển đó, rồi đây là một cái khu ăn uống barbecue các kiểu. Thì cái villa này thì là có 5 phòng ngủ. Xong rồi vào đây thì mọi người sẽ thấy là có một cái phòng khách đó, rồi sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới đây và những cái phòng ngủ ở trên lầu nữa. Thì yeah, view rất là đẹp. Mọi người thì đang đi Vinpearl rồi, tại vì Tiên tới hơi trễ một chút, Tiên tới buổi chiều, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ sửa soạn và chuẩn bị đi ăn nha. Thì bây giờ Tiên sẽ bôi kem chống nắng, thì mọi người thấy là trời ở ngoài đang rất là nắng. Và Tiên sáng giờ thì Tiên vội quá, Tiên quên mất là bôi kem chống nắng body với lại mặt, cho nên là bây giờ Tiên sẽ bôi kem chống nắng nha. Kem chống nắng đồng hành cùng Tiên trong suốt chuyến đi lần này đó chính là kem chống nắng này của Eason V. Đây là dòng Eason V Plus Sun Care Body. Thì bây giờ Tiên sẽ bôi kem chống nắng để bảo vệ da tối ưu khỏi cái thời tiết nắng nóng này ở Nha Trang. Sản phẩm này thì có SPF 50 cộng và PA 4 cộng luôn nha mọi người, cho nên là chống nắng cực kỳ tuyệt đối. Với công dụng là chống nắng tối ưu, ngăn ngừa lão hóa nè, ám sạm da, đốm nâu trên da nè, cũng như là dưỡng trắng da, duy trì làn da ẩm mịn, sáng khỏe và rất là săn chắc. Bây giờ Tiên sẽ test thử sản phẩm lên da cho mọi người nha. Sản phẩm này có kết cấu khá là đặc, cho nên là mọi người nên tán nhanh để nó có thể thẩm thấu tốt hơn. Và đây, mọi người thấy nè, nó sẽ giúp làm trắng da luôn á mọi người. Sản phẩm này với công nghệ Cepic thì nó sẽ mang cho mọi người một cái chất kem không vón nè, không bết dính nè, và kiềm dầu cực kỳ tối ưu cho da luôn ha. Ngoài ra thì đây là sản phẩm sản xuất từ một công ty dược phẩm, cho nên là nó sẽ có những cái thành phần cực kỳ lành tính. Đồng thời thì có thành phần dưỡng trắng như hồi nãy Tiên có nói, cho nên là khi mà các bạn bôi ra ở ngoài nắng thì sẽ giúp cho da rất là tươi sáng. Thì Tiên luôn luôn sử dụng kem chống nắng, tại vì Tiên rất là sợ bị sạm da cũng như là bị ung thư da. Cái sản phẩm này thì nó còn chống tia UVA, UVB, là nó rất bảo vệ tối ưu cho làn da mọi người luôn. Cho nên là nếu mà mọi người thấy ngày nào không nắng á, mà mọi người không bôi mà cũng sai lầm, nên mọi người nhớ là bôi mỗi ngày luôn thì sẽ bảo vệ làn da mọi người một cách tốt nhất. Thì sản phẩm này á, giúp cho mọi người là chống lão hóa nè, chống oxy hóa cũng như là thúc đẩy collagen, cho nên là da của mọi người sẽ luôn luôn nhìn rất là tươi sáng. Đồng thời nó cũng có giảm viêm nữa cho mọi người, cho nên là mọi người sẽ yên tâm đó. Mà ai có làn da mụn thì Tiên cũng highly recommend xài những cái sản phẩm dược phẩm như thế này nha. Ngoài cái body ra thì chắc chắn là cũng sẽ có dành cho mặt. Thì Tiên cũng có một cái tip này dành cho mặt đây, nó cũng là SPF 50 cộng luôn, PA cộng cộng cộng, cho nên là hoàn toàn yên tâm. Kết cấu cho cái da mặt thì nó cũng tựa như body, cho nên là nếu mà các bạn tán nhanh đó, thì nó sẽ không có bị cái vệt ở trên mặt nha. Tại vì kết cấu những cái sản phẩm nào mà đặt thì các bạn nên tán cực kỳ nhanh để cho nó không có bị vệt trên mặt mọi người. Và đây là sản phẩm có kết cấu đặc, cho nên là mọi người chỉ lấy một lượng vừa đủ nhỏ như thế này thôi nha, là đủ rồi hen. Nó cũng sẽ giúp cho mọi người chống lão hóa trên mặt cũng như là dưỡng da mặt luôn, cho nên là Tiên cũng highly recommend mọi người sử dụng những cái sản phẩm này dành cho những cái da nhạy cảm như là giống da Tiên nha. Đó, 5-10 phút nữa thì nó sẽ tệt vào làn da và Tiên sẽ ôm áp được protect từ trên xuống dưới, nên là hoàn toàn yên tâm. Bây giờ thì Tiên sẽ bôi thêm một chút nữa nha, tại Tiên sợ nắng lắm, nên Tiên bôi thêm một chút ở body nữa rồi chúng mình sẽ đi ăn nha. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn nha. I wanna fall down, split out of my new shag carpet, head staring at the plants in my little hanging garden. I want it all today. I don't want no part of a long life. Just wanna make songs fly. Got all them old teardrops. All the pieces of heart cries. Keep loving and eardrop. Good morning, day two at Nha Trang. Hello mọi người.
Ngày hôm qua thì lúc mà Tiên đi ăn xong thì Tiên không có quay gì hết. Tại vì chỉ về nhà và uống rất là nhiều, bây giờ giọng Tiên nó khàn gì. Nhưng mà bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn sáng nha. Hiện tại thì hơi trễ rồi cho nên là mình sẽ nhanh nhanh lên chỗ. Hello, honey. Trễ quá rồi. Để cho mọi người xem view sáng ngày hôm nay. Đây, trời ơi. Và bên đó mọi người thấy là có Vinpearl á. Mọi người Vinpearl thì ở xưa giờ rất nhiều lần rồi. Nhưng mà sau này đi thì lại thích ở kiểu dạng villa hơn. Xin chào mọi người. Chào mừng với các bạn quay lại vlog của Tiên Lê. Lúc mà các bạn đang thấy cái đường đi nó dài trải dài như vậy ở thành phố Nha Trang thì là Tiên Lê đang ép mình cầm cái máy quay suốt một quãng đường đi dài 50 km. 50 km dữ vậy. Tụi mình đang đến chỗ ăn bún cá, bún sứa Cô Hà rất nổi tiếng ở Nha Trang, rất ngon. Nhưng mà mỏi tay quá, không biết salad cầm đũa được. Đúng khai rồi. Hello, wow. Đây là bà cô của chúng ta, Tiên Lê các bạn. Hello Tiên Lê, bạn có lời gì muốn nhắn nhủ đến những người xem vlog của mình không? Chào mọi người. Chúc mọi người có một cái xem vlog vui vẻ. Peace. Fantasy. Yeah, taking in the seasons. Now I've got them. Hope I'm still pretty when it comes to me. Hello mọi người. Thì hồi nãy Tiên có đi ăn sáng cũng như là uống cà phê cái kiểu về rồi. Và bây giờ Tiên đang ở một cái bến tàu để chúng mình chuẩn bị đi dắt ở vòng vòng Nha Trang. Thì thường thường hồi xưa giờ thì Tiên chưa bao giờ đi cả, mà lần đầu tiên đi một cái giáp rất là sang chảnh như thế này, cho nên là Tiên sẽ quay cho mọi người xem và làm một cái giáp tour xem là trên giáp nó có cái gì nha. Đó, đây là cái bến tàu này mọi người. Thì mọi người thấy là cái chiếc đó hoặc là cái này, Tiên cũng không biết là mình đi cái nào, nhưng mà cái cảng này nó siêu đẹp của mọi người. Nhìn nó kiểu không có giống Việt Nam, nhìn siêu kiểu xịn luôn á. Đây là phía bên trong nha. Đó. Và bây giờ Tiên sẽ đi lên phía trước để chụp hình. Rồi. Sợ té quá. Đây. Đó. Mọi người đang chụp hình. Đây là cái phần đi xuống đó, mà lát muốn bơi thì sẽ đi xuống ở đây. Xong rồi, đây là cái gió đó. Siêu sang chảnh. Tàu đã khởi hành rồi. Trời, nhưng mà đi kiểu siêu đã luôn mọi người. Oh my lord. Đó. Ở dưới đây nó có một cái phòng bếp. Đó. Trong nó có phòng tắm rồi toilet các kiểu. Yeah.
Mấy lâu rồi thì Tiên vừa mới đi giáp về rồi mà nói chung là mọi thứ nó không có vui biên này, nó không phải mấy cái gì hết mà tự nhiên sorry Tiên Tiên đem ấm giữa thì nó bên này nó đang hơi bị động nhưng mà Tiên không có expect một chút điều gì cả. Hôm nay mọi người đã làm Tiên rất là surprise. Bây giờ thì mình đang đi ăn một quán của Thái Lan ở Nha Trang. Nhưng mà bây giờ mình cũng chưa được là mình đã tới chung. Tiên đã về đến nhà rồi và Tiên vẫn chưa process được chuyện gì nó đã xảy ra, vừa mới xảy ra hồi chiều nay. Tiên trong cái video không biết mọi người thấy rõ mà Tiên là kiểu Tiên khóc rất là nhiều luôn á. Kiểu lúc đầu Tiên thà là Tiên không suy nghĩ, không expect bất kỳ điều gì, không có nghĩ là nó sẽ happen. Tại vì thật ra là nếu mà để chia sẻ với mọi người thì tụi mình cũng đã plan là năm sau tụi mình sẽ cưới. Nhưng mà vẫn chưa biết là khi nào Kèo hỏi cưới kiểu propose. Chứ là Tiên cũng không có expect bất kỳ cái điều gì hả. Trong năm nay nếu mà Kèo propose thì ok. Nhưng mà không nghĩ là chuyến này mà nó sớm như vậy. Chứ là Tiên kiểu bị rất là sốc và kiểu rất là kiểu cái lúc đó kiểu vẫn tới bây giờ vẫn chưa có nhận ra là mình đang có chiếc nhẫn trên tay, kiểu tới bây giờ vẫn kiểu không suy nghĩ được. Nhưng mà phải nói là cảm ơn chồng mình rất là nhiều đã kiểu thường thường cao là không phải là một tiếp người rất là lãng mạn, hầu như là không lãng mạn luôn, nhưng mà ngày hôm nay đã làm Tiên quá là bất ngờ và làm Tiên rơi lệ. Cho nên là cảm ơn Kèo cũng như là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã plan cho Tiên một cái proposal rất là tuyệt vời như thế này. Bây giờ cũng đã là 2 giờ rưỡi sáng rồi và Tiên sẽ đi ngủ để ngày mai sẽ về lại Sài Gòn nha. Yeah. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều và mong mọi người sẽ enjoy cái vlog này nhé.